Hello, xin chào các em học sinh lớp 8 trường Chu Văn An. Today we continue unit 2 making arrangement. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 2, lesson 3 language focus, page 25 and 26. Phần bài language focus trang 25 và trang 26. Open your book please. Hãy mở sách ra và chuẩn bị tập vở của mình trước mặt nào. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Nào, phần đầu tiên của phần language focus của chúng ta đó là gì? Test 1. Work with a partner. Say what the people are going to do. Hãy cùng làm việc với bạn của mình và nói xem những người này sẽ chuẩn bị làm cái gì. Không thể làm được với bạn thì chúng ta phải tự làm một mình nha. Talk about intention with. Hãy nói về những cái dự định với cái sử dụng be going to. Và be going to nó mang cái nghĩa là sẽ, thường được dùng trong thì tương lai gần để diễn tả những sự việc hoặc là những hành động sẽ diễn ra trong tương lai, thường có lên kế hoạch hoặc có mục đích hoặc là dự định cụ thể. Đây là một cái việc mình sẽ dự đoán dự định của người ta làm gì, mình xem nào, ví dụ. Rồi, trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cái công thức mình đã học rồi, nhưng mà cô nhắc lại. Be going to là sẽ, thì tùy theo chủ ngữ subject chúng ta sẽ dùng am hoặc is hoặc are going to cộng với verb be infinity, có nghĩa là verb nguyên mẫu. Nếu câu phủ định thì subject plus am, is, are plus not plus going to plus verb infinity, nguyên mẫu. Phủ định chỉ cần thêm not sau động từ to be. Nghi vấn, nghi ngờ thì chúng ta sẽ dùng am, is, are. Các bạn đem ra đầu câu trước chủ ngữ plus subject plus going to plus verb infinity. Và verb ở đây cũng là verb nguyên mẫu. Cuối cùng sẽ là dấu chấm hỏi. Am thì tùy theo chủ ngữ là mình dùng nó là am là với chữ nào? I. He, she, tên của một người thì chúng ta sẽ dùng is. You, we, they, danh từ số nhiều hoặc là tên của hai người thì chúng ta sử dụng là gì? Are. Vậy các bạn lưu ý tùy theo chủ ngữ của mình mà mình sử dụng cho đúng. Ví dụ như sau. She going to clean the floor. Cô ấy dự định sẽ làm gì? Cô ta sẽ làm sàn nhà. Vậy tương đương với câu này, cô giúp chúng ta đó là mình, cô ta có kế hoạch là lau nhà đó. Thay vì mình dùng going to, các bạn có thể thay vào đó là intend hoặc là planned. She intend to clean the floor. Tương tự ví dụ thứ hai nè. She not hoặc là bạn viết tắt là isn't going to buy new clothes. Cô ta không sẽ không có mua trang phục quần áo mới. Thì tương đương với của câu này là gì? She doesn't, tùy theo chủ ngữ mà mình dùng doesn't hoặc là don't nha. She doesn't intend hoặc là she doesn't plan to buy new clothes. Tiếp theo, câu này là câu nghi vấn rồi. Are they going to visit their aunt on the weekend? Vậy tương tự với cái câu này các bạn sẽ sử dụng câu gì nào? Do they intend hoặc là do they plan to visit their aunt on the weekend? Như vậy cô nhắc lại cho chúng ta cái sử dụng intend mà mình đã học ở lớp 7. Đây là kiến thức mình đã học rồi, nhưng mà có một số bạn quên thì các bạn phải ghi lại, chép lại và lưu ý. Hễ bạn thấy có chim cánh cụt ở phần nào thì bạn phải hiểu là bạn viết bài ở chỗ đó luôn nha. Nào các bạn hãy viết vào tập của mình đi. Nào chúng ta hãy xem bài câu mẫu để chúng ta bắt đầu làm bài tập của mình nha. Follow the sample sentence. Câu mẫu như thế này. Nga has a movie ticket. Nga có một vé xem phim. Vậy cô ta chắc chắn sẽ đi xem phim phải không nào? Như vậy mình sẽ ghi là she is going to see a movie. Các bạn có thể viết tắt chữ y cũng được. Vậy tương tự trường hợp của những người còn lại như sau. A. Wang and Nam bought new fishing rod yesterday. Wang và Nam có mua cái cần câu cá mới ngày hôm qua. Vậy họ sẽ làm gì? B.
B. John's mother gave her a new novel this morning and she has no homework today. Mẹ của Trang cho cô ấy một quyển tiểu thuyết mới hồi sáng này và cô ấy không có bài tập về nhà về hôm nay cả. C. Ben has a lot of homework in math and she's going to have math at school tomorrow. Ben có rất nhiều bài tập ở nhà môn toán và cô ấy sẽ có môn toán vào ngày hôm sau ở trường. D. Mr. Huang likes action movie very much and there's an interesting action movie on TV tonight. Ông Hoàng rất thích xem phim hành động và có một bộ phim hành động rất thú vị trên TV vào tối nay. E. Hiền Friends invited her to his birthday party. Bạn của Hiền mời cô ấy đến bữa tiệc sinh nhật của anh ta. Vậy các bạn hãy ghi xem họ sẽ làm những việc gì và nhớ dùng be going to. Nào, cô cho các bạn thời gian để làm. Bắt đầu làm. Nào, stop the time. Chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra lại đáp án của mình nha. A. They are going to go fishing. Hoặc các bạn ghi tắt là they are going fishing cũng được. B. Chắc chắn bọn họ sẽ đi câu cá vì có cần câu cá rồi đúng không nào? Vậy B là sao bạn? She going to read it. Hoặc các bạn có thể ghi là she going to read the novel, new novel cũng được. Bạn thay nó cho nó ngắn gọn bằng từ it. C. She going to do her homework. Hoặc bạn thêm in math đằng sau cũng được. D. He going to see. Hoặc là bạn sử dụng he is going to watch it. Các bạn có thể thay thế bằng cái từ the action movie bằng it hoặc bạn ghi ra đầy đủ cũng được. Như vậy câu tròn đúng của nó sẽ là he is going to see it on TV tonight. Câu cuối cùng của phần này là gì ạ? She going to give him a nice birthday party. Birthday present. Cô ta sẽ cho anh ta một món quà sinh nhật rất là dễ thương. Như vậy là các bạn đã hiểu và biết cách sử dụng be going to rồi nha. Và nhớ có chim cánh cụt viết bài thì bạn cũng viết vào trong tập mình giống như bạn ấy nha. Bài tập tiếp theo của mình, test 2. Copy the questionnaire in your exercise book. Add 3 more activities to the list. Then complete the U column with check and cross. Hãy chép các câu hỏi này vào trong tập bài tập của mình và thêm 3 cái hoạt động nữa. Rồi sau đó mình đánh dấu tick vào, có nghĩa là mình có làm, hoặc đánh dấu chéo cross vào cái cột của mình, có nghĩa là mình không có làm. Để trả lời cái câu hỏi nào, what are you going to do on the weekend, là bạn làm gì vào ngày cuối tuần, bạn sẽ làm gì. Bây giờ mình sẽ hỏi bạn của mình vậy chứ. Ví dụ câu đầu tiên nè, are you going to see a movie, có phải bạn sẽ xem phim không? Thì nếu có thì bạn đánh dấu gì, check. Nếu không thì bạn sẽ đánh dấu gì, cross. Tương tự các câu còn lại là are you going to play sport? Are you going to meet your friends? Are you going to help your parents? Are you going to do your homework? Are you going to watch TV? Hoặc thêm 3 cái hoạt động khác, đó là are you going to read books? Are you going to go on picnic? Are you going to go swimming? Đó, các bạn hãy có thể không giống cái câu thêm này vào, các bạn có thể thay đổi cái câu khác cũng được. Nào, các bạn hãy viết vào trong tập của mình và nhớ đánh dấu check hoặc là cross vào trong đó nha. Nào, bây giờ các em hãy hỏi bạn cùng đồng hành với mình, anh ta hoặc chị ta sẽ làm gì và hoàn thành vào cái cột your partner. Hồi nãy là mình làm cái cột của mình ha. Bây giờ các bạn hãy làm vào cái cột của bạn đồng hành với mình.
Vì các bạn không thể làm cùng với bạn như chúng ta học ở trên mạng online rồi, cho nên cô gợi ý giúp cho các bạn cái bảng như sau. Are you going to see a movie? Thì bạn sẽ đánh dấu check vào của bạn. Còn bạn của mình thì là dấu gì? Cross. Tương tự, are you going to play sport? Và khi các bạn đặt câu hỏi thì các bạn sẽ giao lưu, bạn này hỏi và bạn kia sẽ trả lời. Tương tự cho các câu còn lại. Vậy các bạn nhớ vẽ cái khung và viết vào. Tùy theo bạn, cái này chỉ là một cái đáp án gợi ý. Không nhất thiết các bạn phải làm giống như cô ha. Nào, các bạn hãy viết vào trong tập của mình. Nào, bài tập tiếp theo của mình. Test 3. Complete the speech proper. You eat as ever in the boss once. Hãy dùng trạng từ trong khung để hoàn thành cái câu hình thoại sau. Mỗi trạng từ chỉ được dùng một lần. Vậy chúng ta xem hình thoại nó là gì. Ba is playing hide and seek with her cousin Tuấn. Ba đang chơi cái gì vậy bạn? Đây, chơi hide and seek là chơi trốn tìm. Giống như ở Việt Nam mình có nhiều trò để trốn tìm, năm mười hoặc là bịt mắt bắt dê. Như vậy chúng ta có thể dùng là hide and seek. Các bạn ghi nghĩa lại. Ba is playing hide and seek with his cousin Tung. Và người ta yêu cầu các bạn hãy điền những trạng từ này vào chỗ trống phù hợp cho các bức tranh phía dưới. Những từ như sau: outside, inside, there, here, upstairs, downstairs. Như vậy khi mình chơi trốn tìm thì mình phải hiểu là mình phải tìm những từ chỉ vị trí rồi, đúng không nè? Ở trong, ở ngoài, ở đây, ở đó. Vậy mình xem nè. Bạn 3. Bạn nói thế này: where is Tuấn? Ủa, Tuấn đâu rồi? I think he's upstairs. Mình nghĩ anh ấy ở trên lầu. Thế là bạn Tuấn chạy lên lầu. Thế thì bạn Tuấn chạy lên lầu, nhưng mà bạn thấy bạn Tuấn không? Không thấy, chắc chắn rồi. Và bạn ấy nói thế nào? No, he isn't. Vậy mình đi vào từ đó là chỗ trống, là chữ gì nha? Hình C. Cũng chắc chắn là không có rồi. Thế nên anh ấy lại đặt câu hỏi tiếp. Nó là gì? He isn't. And he isn't upstairs. Vậy chỗ đó mình điền từ nào? D. Bức tranh tiếp theo. Anh ta lại nói: perhaps he's. Anh ta chỉ ra ngoài cửa sổ. Phía sau lưng anh ta là tủ quần áo. Kế bên là cửa sổ. Vì các bạn thấy có cái bóng cây không nào? Rồi, tiếp theo hình E. Anh ta nhòm vô ngoài cửa sổ. Rồi anh ta lại nói gì vậy? No, he isn't. Và bức tranh cuối cùng, các bạn thấy bạn này mặc áo màu khác với những bạn hồi nãy giờ. Như vậy chắc chắn ở đây không phải là ba rồi, chỉ có là gì? Tuấn mà thôi. Vậy Tuấn nói gì đây? I'm not outside, I'm ba. Vậy các em hãy điền từ vào chỗ trống, những cái trạng từ chỉ nơi chốn nãy giờ mình đã tìm hiểu. Các bạn hãy viết vào chỗ trống đây nha. Nào, cô cho các bạn thời gian để làm. Now stop the time, chúng ta ngừng thời gian làm lại. Chúng ta cùng kiểm tra lại đáp án. Đáp án đầu tiên người ta đã giải cho mình đó là gì? Upstairs. Vậy B sẽ là gì? Here. Ồ, anh ta không có trên đây luôn. C sẽ là gì? Anh ta không có trên gác, cũng không có dưới gác lầu luôn. Vậy thì anh ta là ở đâu? Có lẽ ở ngoài, outside. E, nhìn ra ngoài, ủa anh ta cũng không có ở đó luôn. There, không có ở đó. Và anh bạn này chạy ra, ủa tôi không có ở ngoài đâu, tôi ở trong nè ba ơi. I'm inside, ba. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong được cái phần bài tập để điền những cái trạng từ ở đây và biết được chơi trốn tìm với những cái trạng từ như thế nào. Các bạn hãy viết vào trong tập của mình đáp án chính xác và đầy đủ nha. Phần học của bài học language của mình đã hết. Phần tiếp theo cô muốn giúp các bạn đó là cách làm dạng word form. Word form
ở lớp 8 nó khá là khó vì có những dạng động từ, danh từ, tính từ nó khó hơn ở các lớp mà các bạn đã học. Vậy mình phải nhận diện danh từ như thế nào? Đầu tiên, muốn tìm hiểu về danh từ, các bạn hãy quan sát. Danh từ được cấu tạo thành từ đâu mà ra? Từ động từ. Động từ mà bạn thêm phần cuối của nó, ion, thì nó trở thành là danh từ. Ví dụ như educate, danh từ của nó là education. Hoặc các bạn sẽ thêm anc, thì nó trở thành danh từ. Ví dụ perform, performance là danh từ. Hoặc các trường hợp ment, ví dụ arrange, arrangement, or hoặc er gì đó, thì chúng ta ví dụ như visit, visitor. Hoặc tính từ có thể thêm đuôi, phần đuôi của nó là nest, thì nó cũng trở thành là danh từ. Ví dụ như happy là tính từ, thêm nest vào thành là happiness. Và nhớ phải đổi chữ cái cuối cùng thành I rồi mới thêm nest, thì nó trở thành là danh từ, niềm vui. Và muốn làm được thì các bạn phải nhìn tổng thể của câu để mình quyết định nó là động danh từ như thế nào. Cái bí quyết như sau, nó phải là đứng trước động từ làm chủ ngữ trong câu. Ví dụ câu mẫu, cái ví dụ nè: Many visitors come to Dallas every year. Come là động từ. Vậy đứng trước động từ để làm chủ ngữ trong câu chỉ có từ visitor. Mà vì đằng trước có chữ many cho nên visitor của mình phải có s. Trường hợp thứ hai, đứng sau động từ làm tân ngữ. Ví dụ, I saw a student in front door. Saw là động từ, còn cái tân ngữ là a student. Như vậy, chúng ta sẽ dùng student là một danh từ. Đứng sau các mạo từ an, đó giống như là chữ student, chúng ta có chữ đằng trước, các em thấy nha. Hoặc là các trường hợp như là the cộng now cộng of, hoặc so many, so much, so lot of cũng là một danh từ. Như ví dụ ở trên có many visitor, so many phải là danh từ số nhiều. Lưu ý, khi các bạn nhận diện nó là danh từ thì các bạn phải xem coi nó số ít hay số nhiều. Hoặc trường hợp thứ tư nó là gì? Đứng sau tính từ sở hữu. Ví dụ như từ sở hữu là của tôi, là chữ my, của anh ta, của cô ta, của chúng tôi, của bọn họ, của bạn hoặc của nó, hoặc của Lan. Lan phải S ở đây là từ sở hữu. Thì theo sau những từ sở hữu này là một danh từ. Ví dụ câu mẫu nè: I can see your happiness in your eye. Tôi có thể thấy được niềm vui của bạn trong đôi mắt bạn. Your là từ sở hữu, happiness là danh từ. Trường hợp thứ năm là đứng sau tính từ. À, như vậy hãy thấy tính từ bổ nghĩa cho danh từ thì đằng sau nó sẽ là tính từ. Trường hợp tiếp theo mà các bạn phải nhận diện đó là tính từ. Tính từ được hình thành từ đâu? Từ danh từ mà ra. Danh từ các bạn thêm full vào thì nó trở thành là tính từ. Ví dụ beauty thì các bạn sẽ đổi thành là beautiful. Hoặc các bạn mới vừa học trong bài số 2 có chữ success, successful là tính từ. Hoặc các bạn thấy thêm phần đuôi của nó là on hoặc là ous. Ví dụ như humor, humorous. Hoặc là successful. Hoặc là thêm ly, ví dụ như bạn, friend, friendly. Hoặc các bạn có thể thêm chữ less nè, chữ less này nè. Ví dụ như chữ friend là bạn mà bạn thêm less vô là friendless, thì mang cái nghĩa là phủ định. Friend là bạn mà friendless có nghĩa là không có bạn. Vậy vị trí nó đứng làm sao? Nó sẽ đứng trước danh từ như trường hợp ở trên mình mới vừa giới thiệu. Ví dụ như thế này: Is it a beautiful day? Day là danh từ, beautiful là tính từ. Tính từ bổ nghĩa cho danh từ, cho nên tính từ để trước danh từ. Hoặc trường hợp thứ hai đó là đứng sau các động từ sau đây. Ví dụ đứng sau động từ be. Be là những động từ như am, is, are, was, were. Hoặc đứng sau seem, dường như, look, trông có vẻ, feel, cảm thấy, get,
become, trở nên, keep là gìn giữ. Ví dụ câu mẫu nè. You look fashionable in this red. Bạn trông có vẻ rất thời trang ở trong bộ áo đầm này. Như vậy, để đứng sau động từ look, các bạn phải dùng là tính từ. Các bạn nhớ viết cái này vào trong tập của mình và viết cả câu ví dụ để mình nhớ bài dễ hơn. Loại hình tiếp theo mà bạn có thể nhận dạng được đó là trạng từ. Vậy trạng từ được hình thành từ đâu? Trạng từ được hình thành từ tính từ và bạn thêm ly vào. Tính từ ví dụ như careful, bạn đổi thành trạng từ là carefully. Beautiful, beautifully. Nhưng có những cái tính từ tạo thành trạng từ đặc biệt như sau. Ví dụ như good, các bạn phải đổi thành là well. Fast, vẫn giữ nguyên fast. Hard, vẫn giữ nguyên hard. Early, vẫn giữ nguyên early. Late, vẫn giữ nguyên late. Vậy những trường hợp đặc biệt này các bạn phải học thuộc lòng nha. Và vị trí nó đứng trong câu như thế nào? Nó đứng sau động từ thường. Ví dụ như sau: I live happily on my farm. Tôi sống rất là vui vẻ trên nông trường của tôi hoặc là nông trại của tôi. Như vậy động từ là live, trạng từ là happily, nó sẽ thường đứng sau động từ. Nhưng thỉnh thoảng có khi nó để trạng từ phía trước động từ nhằm mục đích nhấn mạnh hành động đó. Trường hợp thứ hai, đứng sau tân ngữ của động từ thường, thường nó hay đứng cuối câu. Ví dụ thế này: I did my test carefully. Và đã bổ nghĩa cho động từ did thì nó đứng cuối câu và nó đứng sau tân ngữ object đó, là chữ test. Okay. Rồi, trường hợp thứ ba, đứng trước động từ chính. Ví dụ thế này: It was completely destroyed. Destroy là động từ phá hủy. Completely là trạng từ và nó đứng trước động từ. Được chưa nào? Rồi, trường hợp thứ tư là đứng trước tính từ. Ví dụ như it's extremely cold. Thời tiết cực kỳ lạnh. Cold là tính từ. Extremely là trạng từ. Vậy nó sẽ đứng trước tính từ. Nào, chúng ta có thể tìm hiểu thêm thông qua một cái ví dụ nho nhỏ như sau. She isn't enough to be in my class. Age là tuổi. Để bổ nghĩa cho chỗ này, đằng trước các bạn thấy trước enough phải là tính từ, sau enough là danh từ. Như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng tính từ của chữ age là chữ gì đây? Old. Đúng rồi, cô ta không đủ tuổi. My girlfriend and I, bạn thân của tôi và tôi có character, cái gì khác nhau, có tính cách khác nhau. Như vậy tính cách character là danh từ. Vậy trước danh từ sẽ là gì? Tính từ different. Three, Alexander Bell, the telephone. Ông Alexander Bell, điện thoại. Như vậy ông này đã làm gì với điện thoại? Đã phát minh ra điện thoại. Bị chủ ngữ đàn ông này đã làm thì chúng ta gây ra động đó thì chữ invention phải đổi thành động từ là invent. Mà vì ông này đã làm rồi cho nên chữ invent các bạn phải đổi sang quá khứ là thêm ed. Number 4. He successfully demonstrated his invention. Và ông ấy đã giới thiệu một cách thành công phát minh của mình. Vậy successfully nó bổ nghĩa cho động từ. Như hồi nãy cô nói, có thỉnh thoảng người ta sẽ để phía trước động từ nhằm mục đích nhấn mạnh hành động của nó. Và câu cuối cùng, he called about her furniture delivery. Các bạn thấy cái từ sở hữu ho chưa nào? Để đứng sau từ sở hữu chúng ta sẽ phải dùng gì? Danh từ. Danh từ của chữ deliver có nghĩa là chữ nào? Delivery. Như vậy các bạn đã nắm được cái cách sử dụng từ word form là như thế nào. Các bạn hãy viết vào trong tập. Nhớ viết đầy đủ công thức và ví dụ vào tập của mình nha. Nào, các bạn hãy viết bài nha. Bài học hôm nay cũng khá dài nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng. Việc về nhà của các em đó là gì? Học từ vựng nè,
và nhớ học cái cách làm thế nào để có thể tạo được word form và viết vào tập của mình những bài học nãy giờ vào trong tập đầy đủ. Và hãy nhớ prepare unit 3, chuẩn bị bài số 3 để chúng ta học tiếp vào lần sau nha. Hẹn gặp lại các em lần sau. Chúc các em vui khỏe. Goodbye, see you soon.